Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Chủ nhật ngày 29 tháng 10. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo quốc gia, đại diện một số tổ chức quốc tế, lãnh đạo các bộ ngành và 63 tỉnh thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu chủ trì tại điểm cầu Khánh Hòa. Đại dịch COVID-19 ghi nhận ca bệnh đầu tiên vào cuối tháng 12 năm 2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Ngày 30 tháng 1 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, gây quan ngại quốc tế và đánh giá là đại dịch toàn thế giới ngày 11 tháng 3 năm 2020. Ngày 5 tháng 5 năm 2023, sau hơn 3 năm xảy ra đại dịch, Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, gây quan ngại quốc tế. Tại thời điểm này, thế giới ghi nhận trên 696 triệu trường hợp mắc tại 231 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó có trên 6,9 triệu trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, trải qua hai giai đoạn chống dịch và 4 đợt bùng phát, cả nước ghi nhận hơn 11,6 triệu ca mắc, 43.000 ca tử vong. Riêng tại Khánh Hòa, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, toàn tỉnh có 123.257 trường hợp mắc, 368 trường hợp tử vong. Hiện tình hình dịch trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát. Tại hội nghị, các đại biểu xác định những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đúc rút trong phòng chống dịch để từ đó chuẩn bị tốt hơn, ứng phó với những sự kiện khẩn cấp y tế cộng đồng, đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào các lĩnh vực khác của đời sống kinh tế xã hội. Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về việc tiếp tục tiếp nhận, chuyển đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đối với các đầu thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Nha Trang. Thời hạn tiếp nhận đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023. Theo thông báo, sau khi 5 cơ sở khám chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang dừng khám chữa bệnh vào tháng 6, hơn 290.000 đầu thẻ được chuyển về các trạm y tế xã phường thuộc Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang và các cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn thành phố. Đến cuối tháng 7, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện xong việc chuyển đổi các đầu thẻ bảo hiểm y tế trên. Tuy nhiên, hiện nay, có nhiều người tham gia bảo hiểm y tế đến Bảo hiểm xã hội tỉnh xin chuyển đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu về cơ sở khám chữa bệnh khác để thuận tiện cho việc đi khám chữa bệnh phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cá nhân. Đáp ứng nguyện vọng của người dân, tránh phiền hà, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục tiếp nhận và chuyển đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu đối với những trường hợp nêu trên đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023. Được biết, theo kế hoạch phân luồng khám bảo hiểm y tế cho người dân ở thành phố Nha Trang, sau khi 5 phòng khám giải thể, các đầu thẻ bảo hiểm y tế được phân bổ về cho 27 trạm y tế trên địa bàn thành phố Nha Trang, mỗi trạm 7.000 đầu thẻ. Bệnh viện Đa khoa Dược sinh Nha Trang là hơn 74.000 đầu thẻ. Bệnh viện Ung bướu tỉnh là 30.000 đầu thẻ. Thưa quý vị và các bạn, Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là hai huyện miền núi của tỉnh với địa bàn rộng, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống bằng nghề nương rẫy, nên việc tiếp cận các dịch vụ y tế còn nhiều hạn chế. Tuy vậy, những năm qua, nhờ phát huy vai trò của đội ngũ y tế thôn bản, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và phòng chống dịch bệnh của người dân ở hai địa phương này đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Chị Cao Thị Ni La là nhân viên y tế của thôn Trà Liên, xã Liên Sang đã gần 15 năm. Công việc của chị là thường xuyên tuyên truyền cho người dân về cách ăn uống hợp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh theo mùa, vận động các hộ gia đình làm công trình phụ hợp vệ sinh, khuyến khích các cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch hóa gia đình, hướng dẫn các bà mẹ nuôi con đúng cách. Gần 15 năm miệt mài, có mặt khắp các thôn bản, dù vất vả nhưng chị luôn nhiệt tình và tự hào được góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Ở thôn mình có hai thôn bản, xuống tuyên truyền về bệnh tay chân miệng hay bệnh đau mắt đỏ này, mình cũng dễ hiểu, tiếp thu. Rồi mình nếu mình không biết mình qua phòng khám mình hỏi. Xã Liên Sang là một trong những xã là miền núi của huyện Khánh Vĩnh, đa phần là người dân là đi làm ăn xa, là chứ làm nương rẫy, nói chung là tiếp cận đến trạm y tế, tiếp cận đến y tế cũng rất là khó khăn. Thì bản thân tôi cũng là nhân viên y tế thôn bản, cũng cố gắng thường xuyên tiếp cận địa bàn, tiếp cận cộng đồng để tuyên truyền phòng chống một số bệnh. Tháng 9 vừa qua, huyện Khánh Vĩnh bùng phát bệnh sốt rét với số ca mắc tăng liên tục từng ngày.
Đỉnh điểm đợt dịch lên đến gần 150 ca khiến người dân rất hoang mang. Toàn hệ thống y tế tỉnh, huyện vào cuộc thực hiện các công việc như xét nghiệm máu, lấy lam, rà soát danh sách các hộ dân có nguy cơ cao, tẩm mạng hóa chất và phát cho từng hộ dân. Do nhân lực ít và địa bàn rộng nên khối lượng công việc cực kỳ lớn và vất vả. Đến thời điểm này, dịch sốt rét trên địa bàn huyện đã được kiểm soát. Kết quả này một phần nhờ sự đóng góp rất lớn của những nhân viên y tế thôn bản, những người đã không quản ngày đêm miệt mài bám bản, bám thôn để tuyên truyền, thực hiện các hoạt động phòng chống dịch. Hiện nay, tại hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh có khoảng 100 nhân viên y tế phủ kín các thôn bản, trung bình mỗi xã có khoảng từ 2 đến 5 người. Mạng lưới này có vai trò quan trọng, có phần tăng cường năng lực cho hệ thống y tế, nhất là trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân phòng trừ dịch bệnh, chăm lo sức khỏe cộng đồng. Y tế thôn bản của hai miền núi thì tôi có theo dõi thì thời gian qua cũng rất là tích cực và cùng với các anh nhân viên y tế của trạm y tế của hai huyện cũng góp phần vào cái công tác phòng chống dịch như là Covid. Và ví dụ như gần đây thì đối với huyện Khánh Vĩnh thì có cái vấn đề dịch sốt rét thì anh em nhân viên y tế thôn bản cũng đã hỗ trợ cùng với trạm y tế trong vấn đề truyền thông tuyên truyền về vấn đề phòng chống sốt rét cũng rất là hiệu quả. Đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nên việc bảo đảm đời sống, tập huấn về kỹ năng chuyên môn cho nhân viên y tế thôn bản vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ các cấp ngành chức năng trong tỉnh. Hiện khó khăn nhất của đội ngũ y tế thôn bản là đãi ngộ thấp, đa phần làm chủ yếu về trách nhiệm. Chính vì vậy, những bác sĩ buôn làng luôn mong muốn có những chính sách ưu đãi tốt hơn, giúp họ yên tâm, gắn bó lâu dài, cống hiến cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngay tại quê hương. Theo ghi nhận, hiện nay không ít các tổ chức, thậm chí là doanh nghiệp tự ý đưa ra những đánh giá, dự báo thị trường bất động sản, thông tin giá cả các dự án bất động sản đất nền. Điều đáng nói là thông tin từ những đơn vị này thường không đồng nhất và chưa hoàn toàn chính xác, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Bộ Xây dựng cho biết việc công bố thông tin của tổ chức cá nhân là quyền tự do thông tin, tuy nhiên nếu sai lệch thông tin sẽ bị xử phạt. Thực tế cho thấy hiện nay, mỗi quý có đến gần chục báo cáo thị trường bất động sản được công bố trên các phương tiện truyền thông từ các công ty đa quốc gia đến các đơn vị trong nước. Thế nhưng, thông tin thường không đồng nhất. Việc dự báo thiếu chính xác sẽ gây nhiễu loạn thị trường và thậm chí còn lồng ghép thông tin mang yếu tố lợi ích nhóm. Bộ Xây dựng cho biết trong luật kinh doanh bất động sản cấm hành vi thông tin sai lệch thị trường. Và sắp tới, sau khi sửa luật kinh doanh bất động sản, nghị định liên quan hoàn thiện sẽ có cổng thông tin minh bạch về thị trường. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cũng phải chấn chỉnh lại nguồn thông tin của các đơn vị cá nhân. Các đơn vị phải có dẫn nguồn thông tin, phân tích trên cơ sở dữ liệu phạm vi như thế nào và họ cũng phải chịu trách nhiệm về thông tin đó. Thưa quý vị và các bạn, thay vì ghi chỉ số điện vào khoảng ngày 6 đến ngày 25 hàng tháng, từ tháng 10 này, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa sẽ chốt chỉ số tiêu thụ điện của khách hàng vào đúng ngày cuối tháng. Hoạt động này được thực hiện đồng loạt trên cả nước theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, cũng là bước đánh dấu sự hoàn thiện trong việc lắp đặt công tơ điện tử có gắn thiết bị đo xa để thay cho công tơ cơ khí trước đây, từng bước hiện đại hóa lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh. Theo thống kê, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cung cấp điện cho khoảng 430.000 khách hàng trên toàn tỉnh. Nhiều năm trước, hạ tầng công nghệ đo đếm điện năng chưa đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, việc thống nhất lịch ghi chỉ số tiêu thụ điện năng trong cùng một ngày cho số lượng rất lớn khách hàng sử dụng điện là không thể thực hiện được. Trong một thời gian dài, điện lực phải thực hiện phân bổ lịch ghi chỉ số điện vào nhiều ngày của tháng, tùy theo phân loại khách hàng và từng khu vực xa gần, thực hiện đề án phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam. Thời gian qua, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã không ngừng nỗ lực áp dụng công nghệ số vào công tác kinh doanh, đặc biệt là việc tăng cường lắp đặt công tơ điện tử có chức năng đo xa. Thì ngay từ đầu năm 2016, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã từng bước đầu tư và thay thế dần công tơ điện tử dạng cơ khí sang công tơ điện tử. Cùng với việc đó là lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thì đến tháng quý 1 năm 2023 thì toàn bộ khách hàng của công ty là chúng tôi đã hoàn thành 100% việc là thay thế lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập chỉ số công tơ từ xa cho hơn 430.000 khách hàng.
Nhờ sự hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử cho khách hàng trên toàn tỉnh, cùng với sự đầu tư mạnh mẽ, đồng bộ về chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh, nên ngay khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản chỉ đạo, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã triển khai việc chốt chỉ số tiêu thụ điện của khách hàng vào đúng ngày cuối tháng kể từ tháng 10 này. Theo ghi nhận, việc thay đổi thời gian ghi chỉ số tiêu thụ điện này được khách hàng đồng thuận. Như mọi khi thì ngày 15 đến ngày 17 thì em sẽ nhận được cái thông báo là chốt số điện và số tiền phải thanh toán. Và hạn thanh toán sẽ là ngày 21 hàng tháng. Nhưng bây giờ em mới nhận được cái thông báo là sẽ chuyển ghi số công tơ điện vào ngày cuối tháng. Và em cũng rất là hài lòng về cái cách ghi này. Em thấy nó rất là hợp lý. Tại vì là mình dễ nhớ và dễ theo dõi cái sản lượng hàng tháng mà nhà mình dùng. Vì không chỉ riêng em mà hầu hết mọi người thường được trả lương vào cuối tháng nên việc chuyển ngày ghi chỉ số điện vào cuối tháng là hoàn toàn hợp lý, dễ nhớ và dễ theo dõi sản lượng tiêu thụ ạ. Theo Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, việc triển khai thay đổi thời điểm ghi chỉ số điện vào cuối tháng sẽ được thực hiện có lộ trình theo từng nhóm khách hàng, từng khu vực và hạ tầng kỹ thuật, cũng như phù hợp với thực tế khai thác công tơ điện tử, có đo xa cho các khách hàng. Cụ thể, bắt đầu từ tháng 10, việc ghi chỉ số điện vào ngày cuối tháng sẽ thực hiện tại Nha Trang. Tháng 11 sẽ tiến hành trên địa bàn thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh. Đến tháng 12 sẽ áp dụng với khách hàng của hai huyện Vạn Ninh và Cam Lâm. Đối với việc tính tiền điện theo bậc thang lũy tiến sẽ đảm bảo đúng quyền lợi của khách hàng, không có sự thay đổi so với trước đây. Thưa quý vị và các bạn, luật phòng chống ma túy có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 116 quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Ngày 22 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành kế hoạch số 6754 về triển khai thực hiện Nghị định số 116 của Chính phủ. Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP trên địa bàn quản lý. Với nhiều điểm mới của luật phòng chống ma túy và Nghị định số 116, cùng với kế hoạch thực hiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh, công tác phối hợp thực hiện giữa cơ sở cai nghiện ma túy và các cấp các ngành địa phương trong tỉnh chặt chẽ hơn, đảm bảo quy trình cai nghiện ma túy, từ đó hướng tới nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa tại xã Khánh Bình là đơn vị công lập trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Từ khi luật phòng chống ma túy có hiệu lực từ đầu năm 2021 đến nay, cơ sở đã chủ động nắm bắt và đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình cai nghiện theo 5 bước, được quy định tại Nghị định số 116 của Chính phủ. Tiếp nhận, phân loại, từ đó xây dựng kế hoạch cai nghiện đối với từng học viên. Học viên được điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác. Tiếp đó, học viên được tư vấn phục hồi hành vi, nhân cách, lao động trị liệu, học nghề và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Những cái quy định, quy trình, nội quy quy chế thì cũng hướng dẫn rất là cụ thể chi tiết, nên là trong quá trình mà thực hiện thì nó cũng rất là thuận lợi. Nói như mình triển khai là học viên nó chấp hành rất là tốt. Cái mới á, là hiện nay là cơ sở cũng đã có cái liên kết giữa cơ sở với địa phương, đặc biệt là các phòng lao động và các ủy ban mà có người nghiện ma túy, câu khẩu á, thì cũng nắm cái thông tin về lao động các em, thì ở đây cơ sở xây dựng cái nhu cầu, rồi ở địa phương sẽ cung cấp vấn đề hỗ trợ cho các em sau khi em tái hòa nhập cộng đồng. Không chỉ đánh giá kết quả cai nghiện của học viên tại cơ sở, trước khi về hòa nhập cộng đồng, học viên được cung cấp thông tin về biện pháp quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng và các chính sách hỗ trợ hòa nhập của nhà nước đối với người sau cai nghiện ma túy. Cơ sở phối hợp với địa phương trong công tác quản lý, tư vấn việc làm, từ đó đảm bảo công tác quản lý sau cai nghiện và phòng chống tái nghiện. Học viên nó chuẩn bị về địa phương cách khoảng 6 tháng, tức là 3/4 thời gian, thì tụi tôi thì cũng hỗ trợ cho học viên bằng cách là liên hệ với chính quyền địa phương để mà thứ nhất là xác định nơi cư trú, thứ hai nữa là xác định các nguồn lực mà hỗ trợ về công ăn việc làm cho học viên cũng như là về gia đình, về địa phương, để sau khi mà học viên vừa với địa phương không bị bỡ ngỡ, học viên có được cái địa chỉ chỗ việc làm, địa phương sẽ hỗ trợ, đó là kết nối địa phương rất là tốt. Từ tháng 11 năm 2022 đến nay, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đã quản lý, tiếp nhận gần 470 học viên từ 18 tuổi trở lên, trong đó gần 89% là cai nghiện bắt buộc.
Hiện cơ sở đang quản lý gần 200 học viên, đa số học viên sau thời gian lao động trị liệu được chăm sóc sức khỏe đều phục hồi sức khỏe. Cơ sở đã phối hợp với các trường dạy nghề trên địa bàn tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho học viên đã ổn định sức khỏe tinh thần, từ đó có định hướng về nghề, việc làm sau khi trở về cùng gia đình và địa phương. Tôi vào trung tâm đây được 15 tháng. Qua quá trình cắt cơn giải độc thì cán bộ y tế cũng quan tâm, cũng sức khỏe tốt. Trước đây ngồi xã hội thì tôi cũng lao động tự do, thì vào đây được cán bộ sắp xếp cho học cái lớp hàng gia công. Hiện tại bây giờ tôi quản lý cái xưởng sen của cơ sở. Lần này về thì cũng cố gắng bản thân là từ bỏ để cho gia đình với con cái mình nó không có ảnh hưởng tới những cái gì mà lúc trước mình làm. Cũng mong rằng các bạn trẻ sau này thì đừng có vướng vô ma túy. Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh được đầu tư xây dựng, mở rộng cơ sở vật chất, đáp ứng với quy định của luật phòng chống ma túy. Chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc tiếp nhận học viên cai nghiện từ 12 đến 18 tuổi. Hiện một số hạng mục đã được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, cơ sở đang gặp không ít khó khăn do tính chất đặc thù của công tác, thiếu nhân lực quản lý, đội ngũ y tế, v.v. Hiện nay là cơ sở là thiếu bác sĩ để phục vụ cho công tác khám điều trị và cắt cơn. Tại vì cái này theo Nghị định 109 của Bộ Y tế thì đến 2025 thì đối với các cơ sở cai nghiện ma túy phải có bác sĩ. Cho cái điều kiện đặc thù đối với người nghiện ma túy, rồi cái đơn vị nằm trên cái vùng đặc biệt khó khăn. Cái khó khăn hiện nay đối với cơ sở là cái xe cứu thương. Vì ở đây là quản lý là người nghiện ma túy, mà người nghiện ma túy là người bệnh, nhưng mà cơ sở không có xe, rất là khó khăn cho công tác là vận chuyển cấp cứu đối với học viên. Lại khó khăn về biên chế, từ năm 21 đến nay là chuyển công tác và nghỉ hết 5 biên chế, mà đơn vị thì không tuyển dụng lại được. Lý do là sở tổ chức tuyển dụng trên theo đợt, cho nên là chờ. Cũng kiến nghị là tỉnh sẽ xem xét là có thể khả năng là giao cho đơn vị tự tổ chức tuyển dụng để rồi có người kịp thời để thực hiện cái công tác quản lý cai nghiện phục hồi cho nó tốt hơn. Các công trình tại cơ sở cai nghiện ma túy đang được đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng với quy mô 500 học viên, các đối tượng dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2024. Tỉnh Khánh Hòa đang từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất và nhân lực, đồng thời tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội trong công tác phòng chống ma túy theo luật định. Tin thể thao, sau trận thua trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Khánh Hòa hy vọng sẽ có điểm trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà 19 tháng 8, Nha Trang tại vòng 2 V-League vào chiều qua. Tuy nhiên, trước một Nam Định có phong độ tốt đã khiến học trò của huấn luyện viên Võ Đình Tân gặp nhiều khó khăn. Với một hàng công chất lượng có sự cơ động khó lường khiến hàng thủ Khánh Hòa bị mất phương hướng trong việc hóa giải các pha tấn công của Nam Định. Phút thứ tư, tiền vệ Hoàng Anh tận dụng triệt để sự lúng túng trong phòng ngự của Khánh Hòa, thoát xuống trước khi dứt điểm còn thành, mở tỷ số cho Nam Định. Sau bàn thua sớm, Khánh Hòa cố gắng tổ chức tấn công về phía khung thành Nguyên Mạnh. Phút thứ bảy, tận dụng pha bóng lộn xộn sau pha cản phá của Nguyên Mạnh, Văn Tùng lao vào sút bồi, gỡ hòa 1-1 cho Khánh Hòa. Tuy nhiên, ở những phút 21 và 41 của hiệp 1, Raffenson liên tục nâng tỷ số lên 3-1 cho Nam Định. Sau khi nhận liên tiếp hai bàn thua thì cuối hiệp 1, Văn Hiệp dứt điểm gọn gàng, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, Khánh Hòa đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội có bàn thắng. Song trước một Nam Định thi đấu chặt chẽ, các học trò của huấn luyện viên Võ Đình Tân không làm nên bất ngờ. Với thất bại này, câu lạc bộ Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, hôm nay không khí lạnh yếu kèm mưa dông phủ khắp miền Bắc khiến nhiệt hạ thấp nhất đợt này. Miền Trung lại vào đợt mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2 tháng 11. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, mưa rào vào chiều tối. Chi tiết cho các khu vực như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 20 cho đến 28 độ, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ, trời nhiều mây, ngày có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 cho đến 27 độ. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông,
cục bộ có mưa to, phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 cho đến 31 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 cho đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ từ 20 cho đến 32 độ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 cho đến 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.